bạn đến với vlog của Joyce. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một quán cơm tấm ở Mỹ, ngon chuẩn vị Việt Nam luôn. Quán này mở từ thứ 6 đến thứ 4, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều và nghỉ vào ngày thứ 5. Quán này nằm ở khu người Hàn Quốc nên không phải ai cũng biết. Mình cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua và quyết định vào ăn thử xem sao. Ủa, xí nha, sao quán cơm tấm mà bạn hướng dẫn chỉ vào Beer Club ta? Why? Thật ra là quán này mới sang lại, hồi xưa là Beer Club, bây giờ là quán cơm tấm. Vì mới mở nên chủ quán cũng chưa kịp sửa gì hết. Mình thấy quán khá là rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Mình thấy những quán ăn Việt Nam ở Mỹ thường là sẽ đa dạng nhiều món, nhưng quán này đặc biệt chỉ bán đúng cơm tấm. Mà những quán nào mà chỉ chuyên một món là món đó cực kỳ ngon luôn. Một đĩa cơm các bạn có thể chọn 3 món ăn đi kèm, ví dụ sườn bì trứng hay là sườn thịt nướng bì. Không cần biết bạn chọn 3 món ăn kèm là gì, một đĩa có 3 món ăn đi kèm như vậy sẽ đồng giá là 13 đồng. Nhà mình đi 3 người nên gọi 3 đĩa, các bạn đừng hiểu lầm là mình ăn hết 3 đĩa này nha. Nani? Các bạn nhìn nè, mình chan nước mắm như là chan canh vậy á. Ai biểu nước mắm ngon đậm đà quá à chi. Mình thích nhất là sườn nướng ở đây, rất là mềm nhưng không hề bở nha. Vị thì đậm đà, không quá ngọt. Các bạn biết không, có nhiều quán người ta ướp ngọt tới mức mà mình tưởng mình đang ăn cục đường không á. Còn bì thì dai dai sực sực, không quá mặn. Đồ ăn ngon là đã ưng rồi, mà còn gặp nhân viên dễ thương mà còn có tâm nữa. Cái này là phải bắt đền quán nha, ngồi ăn mà cũng không yên nữa. Bật toang là những bài hát mình thích, thế là mình cứ phải lắc qua lắc lại. Thiệt luôn, chưa bao giờ mình ngồi ăn cơm tấm mà thấy chiêu vậy luôn. Mình tưởng là mình đang ở quán cà phê không á. Một dĩa cơm vừa nhiều vừa ngon như thế này mà chỉ có 13 đồng, quá xứng đáng. Mình ăn nãy giờ mà chưa hết luôn á các bạn. Các bạn thấy xung quanh mình không? Khách về hết rồi thì mình mới ăn xong đó. Thôi, no cái bụng rồi, bây giờ mình đi chơi tiếp đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên nhấn subscribe để luôn nhận được những video mới nhất nha. Thôi mình đi chơi tiếp đây. Bye bye.